Hơn 1.700 ngôi nhà bị sập, tốc mái do lốc xoáy. Mưa dông, lốc xoáy triều cường 5 ngày qua đã làm cho một người chết, hư hại hơn 1.700 ngôi nhà, ngập 550 hectare lúa hoa màu, 7 tàu cá bị chìm, thiệt hại hơn 8,3 tỷ đồng. Thông tin được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cà Mau cho biết vào ngày 13 tháng 7, các huyện ghi nhận thiệt hại nhiều do dông lốc là Tròn Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi. Ông Tạ Minh Trình, 42 tuổi, ở ngay dưới chân đê phòng hộ xã Khánh Bình Tây, huyện Tròn Văn Thời cho biết, mấy ngày qua triều cường cùng sóng đánh quá mạnh, tràn qua thân đê, chưa đầy 10 phút, mưa dông sáng nay thổi bay mái nhà. Tôi cùng 4 người thân đang chằng néo lại để ở tạm, ông Trình chia sẻ. Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại tuyến đê biển Tây và diện tích lúa bị thiệt hại thuộc địa bàn Tròn Văn Thời. Hiện có 3 vị trí thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 110m, trong đó có 30m đặc biệt nguy hiểm. Các lực lượng tại chỗ cùng chi viện của huyện khẩn trương gia cố đê bằng cừ tràm đá. Ông Hải yêu cầu địa phương cùng các đơn vị liên quan gia cố bờ đê, giúp dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa, thu hoạch lúa, đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trong khi đó, tại Kiên Giang, mưa to, lốc xoáy mấy ngày qua cũng làm sập, tốc mái hơn 130 căn nhà, chìm 7 tàu cá và làm mất tích 2 người dân, thiệt hại ước tính trên 7 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã huy động trên 320 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản, giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.